Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi quy định người điều khiển xe đạp điện phải có giấy phép lái xe. Công an huyện Vĩnh Lộc tăng cường xử lý vi phạm trật tự giao thông đường thủy. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa trình dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi, trong đó quy định khái niệm xe đạp điện được coi là xe gắn máy và người điều khiển loại xe này sẽ phải có giấy phép lái xe hạng A0. Cơ sở để đưa ra quy định trên nhằm ngăn chặn tình trạng mất an toàn cho xe đạp điện, xe máy điện gây ra trong thời gian qua. Vì vậy, dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi đã bổ sung khái niệm thế nào là xe đạp điện. Toàn bộ xe đạp điện hiện nay sẽ được quy định là xe gắn máy để quản lý. Dự thảo luật cũng bổ sung thêm quy định về giấy phép lái xe hạng A0, xe dưới 50cm khối và sẽ được thực hiện theo lộ trình để người dân có thời gian thực hiện. Sau hơn 3 tuần ra quân đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện xe cơ giới đường bộ, Công an huyện Hà Trung đã phát hiện lập biên bản 1.253 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự giao thông. Trong số 1.253 trường hợp vi phạm, có 201 ô tô, còn lại là mô tô, xe máy và các phương tiện khác. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm tổng kiểm soát phương tiện, Công an huyện Hà Trung đang duy trì 4 tổ công tác trên các tuyến đường có đông phương tiện lưu thông thuộc khu vực mỏ đá xã Hà Bình, Hà Tân, Hà Lĩnh, tập trung kiểm tra các hành vi vi phạm nổi cộm là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông. Đối với ô tô thì xử lý các hành vi về quá tải, kích thước thành thùng xe. Đối với phương tiện mô tô thì tập trung vào các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm và đội mũ bảo hiểm không cài quai. Thưa quý vị và các bạn, huyện Vĩnh Lộc hiện có tuyến sông Mã và sông Bưởi chạy qua. Để đảm bảo trật tự giao thông trên tuyến đường thủy mùa mưa bão, Công an huyện Vĩnh Lộc đang huy động tối đa lực lượng phương tiện phối hợp với các địa phương có tuyến sông chạy qua, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm. Trên hai tuyến sông Bưởi và sông Mã chảy qua địa bàn, thì tuyến sông Mã được xác định là tuyến sông phức tạp, có số lượng thuyền bè ra vào, tham gia giao thông khá lớn. Và đây cũng là tuyến sông nhức nhối về tình trạng bơm hút cát trái phép, làm sạt lở diện tích đất sản xuất hoa màu của người dân. Do đó, Công an huyện Vĩnh Lộc đã bố trí một tổ công tác cùng cano trực 24/24 giờ, tập trung kiểm tra xử lý, ngăn chặn các vi phạm gây mất an toàn giao thông đường thủy, nhất là vi phạm về bơm hút cát trái phép. Từ Tết đến giờ thì qua công tác tuần tra kiểm soát phát hiện thì chúng tôi đã đấu tranh và đã xử lý khoảng độ 5-7 trường hợp và đến mức phạt khoảng trên 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công an huyện Vĩnh Lộc đã phối hợp với huyện Yên Định đẩy mạnh tuyên truyền để các chủ mỏ, chủ bãi dọc hai bên tuyến sông Mã tự giác tuân thủ các quy định về trật tự giao thông thủy nội địa, không khai thác, tập kết vật liệu trong phạm vi hành lang thoát lũ. Ngoài ra, trực tiếp tiến hành kiểm tra trên các tuyến sông vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển chưa có bằng chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thủy nội địa. Yêu cầu người dân các xã dọc trên tuyến sông Mã phối hợp với cơ quan chức năng của huyện phát hiện trường hợp khai thác cát trái phép, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn xử lý. Chúng tôi làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động đến từng người dân. Hai nữa là phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và đặc biệt là lực lượng công an, chúng tôi đã thành lập cái tổ công tác phối hợp với công an xã, bố trí một cái tổ trực 24/24 và bố trí một cái xuồng máy ở dưới đấy và tất cả mọi cái hoạt động di biến động của cái lực lượng mà khai thác cát trái phép thì đều bị công an lực lượng chức năng của bọn tôi là xử lý. Do thường xuyên kiểm tra xử lý vi phạm, đến nay tình hình trật tự giao thông đường thủy ở huyện Vĩnh Lộc đã cơ bản ổn định, tình trạng khai thác cát trái phép trên tuyến sông Mã đã được ngăn chặn. Tuy nhiên, nếu lực lượng chức năng của huyện không tiếp tục duy trì các biện pháp quyết liệt, thì tình trạng khai thác cát trái phép sẽ tái diễn trở lại do lợi nhuận từ khai thác cát trái phép rất cao. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.